mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm một cái máy farm đá tự động siêu đơn giản trong Minecraft PC hay còn gọi là Minecraft ở trên máy tính nha các bạn nha. Ok, rồi đầu tiên các bạn muốn làm một cái máy farm đá tự động này thì các bạn cần chuẩn bị cho mình một cái khối bất kỳ, nhưng không phải là khối gỗ nha các bạn nha, không phải là khối gỗ, chỉ được những cái khối nào mà nó không cháy thôi. Bột redstone, piston, piston thường, bộ lập redstone, cần gạt, xô nước, xô dung nham. Còn cái khối cỏ này là để khi nào mà mình lỡ đập cái gì mà nó không đúng thì mình lắp lại các bạn ơi. Đấy. Rồi ok. Ok thì đầu tiên các bạn cần xây cho mình. Thì theo như các bạn đã biết á, thì là nếu như mà các bạn đã biết á, thì nếu như mà là một cái máy farm bình thường thì nó quá là đơn giản rồi đúng không? Nó sẽ như thế này. Đây. Nó sẽ như thế này các bạn ơi. Đấy. Rồi. Rồi các bạn ơi, đây nó giống vậy ha. Đây. Rồi sau đó ở bên đây nữa các bạn ơi, đấy. Nó quá là quen thuộc với bạn rồi đây. Giờ bên đây sẽ là nước. Đấy. Và sau đó các bạn chỉ cần đào thôi. Đào như vậy là nó ok à. Đấy. Các bạn ơi. Các bạn thấy không? Khi mà cái này là nó đã quá là quen thuộc với bạn rồi đúng không? Nhưng đây, bây giờ mình sẽ chỉ cho bạn làm một cái gọi là một cái máy farm ok hơn, tự động hơn, các bạn có thể đào nhiều đá hơn. Đó chính là đây. Thì đầu tiên các bạn cần xây cho mình giống như là một cái máy farm đá bình thường, giống như khi nãy đây. Còn bên đây là số nước. Đấy bạn không? Là khi mà nó như vậy á là các bạn chỉ cần đập thôi đúng không? Đây. Khi mà nó đã như vậy rồi các bạn chỉ cần đập thôi đúng không? Nhưng không. Hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn cái cách để các bạn có thể sản xuất nó ra nhanh hơn. Thì bây giờ các bạn sẽ đặt một cái piston làm sao mà cho nó hướng vào trong cái cục đá ha bạn ha, giống vậy ha. Đây mình sẽ cho bạn coi làm sao mà cho nó hướng vào trong cái cục đá, để lát nữa khi mà bạn mà kích hoạt cái piston này là nó sẽ đẩy cục đá đi ra. Đây giống vậy ha. Rồi sau đó các bạn chắc có nhiều bạn cũng biết cách làm một cái máy gọi là lặp đi lặp lại rồi đúng không? Đây. Bây giờ mình đã quen nó quá rồi các bạn ơi. Bộ lập redstone, các bạn lấy cho mình một bộ lập redstone. Sau đó các bạn chỉ cần đặt ra cho mình ba cái bộ lập redstone hướng cái hướng mà đi ra bên ngoài cái đất. Rồi sau đó các bạn sẽ để ba cái bộ lập redstone cho nó hướng vào trong cái piston. Hãy giống như vậy cho mình. Rồi sau đó các bạn sẽ để hai cái cuối là ở bậc 2, rồi hai cái này là ở bậc 3 cho mình, để cho nó gọi là cho nó chậm chậm lại bạn ơi, cho nó đúng cái tốc độ mà khi mà đá nó sản xuất ra là đẩy liền ha. Kiểu giống như vậy các bạn ơi. Nếu như mà các bạn làm bình thường á là nó sẽ giống như vậy. Rồi sau đó các bạn cần lấy cho mình một cái này để các bạn kích hoạt nữa ha. Đây. Đây, các bạn thấy không? Đó. Nếu như mà các bạn cứ để hàng thẳng về hoài là nó sẽ rất chiếm chỗ ha. Còn khi mà các bạn muốn, đây. Bây giờ mình sẽ ngừng lại cho các bạn nha.
các bạn cũng có thể đặt một cái cần gạt ở đây để các bạn có thể ngưng nó bất kỳ lúc nào ha. Rồi nếu như mà các bạn để về hoài là nó sẽ rất là chiếm chỗ luôn. Còn nếu như mà các bạn để nó ôm sát vô trong đây, nó đi thẳng vô bên đây á, thì nó sẽ đỡ chiếm chỗ hơn nha. Ấy rồi thì bây giờ các bạn muốn làm ấy thì các bạn sẽ cần là đặt ra cho mình thêm một cái piston nữa các bạn thấy không. Đặt ra cho mình một cái piston làm sao mà để cho nó hướng qua cái chỗ mà lava nó chảy này. Ấy hướng qua cái chỗ mặt lava ấy là nó sẽ hướng từ bên phải qua bên trái đấy. Rồi sau đó các bạn sẽ tiếp tục lại làm thêm cho mình một cái máy lặp lại như hồi nãy nha bạn nha. Này kiểu giống vậy ha, y chang như hồi nãy luôn ha. Đấy, y chang như hồi nãy cho mình. Bốn cái đầu á, thì các bạn sẽ chỉnh cho mình là ba bậc ha. Còn hai cái cuối này thì các bạn sẽ chỉnh cho mình là hai bậc. Đấy, giống như vậy cho mình ha. Rồi, sau đó ở đây các bạn cũng sẽ có thể làm một cái cần gạt để bật tắt nó được ha. Thì bây giờ các bạn sẽ tiếp tục kết nối nó nào. Rồi đây. Ấy, chết. Đấy. Rồi ok. Quậy bạn ơi. Rồi ok đây. Đấy là nó sẽ kích hoạt tiếp ha bạn nha. Bây giờ mình sẽ cho nó chạy thử coi nó được không nha bạn nha. Và cái này khi mà nó đã ok rồi. Khi mà nó đã đẩy đến một mức nào đó thì nó sẽ ngưng lại nha bạn nha. Nó có một mức giới hạn của nó là nó sẽ ngưng ha. Và các bạn chỉ cần xây một cái bức tường và sau đó các bạn chỉ cần đi đến đó và các bạn đào thôi. Rất là ok luôn. Và nếu như mà các bạn làm như vậy, đây mình sẽ cho bạn coi nó đẩy nè. Đấy, đây là cổ máy của mình. Khi mà đá nó sản xuất ra là nó sẽ đẩy liền các bạn thấy không. Khi mà nó đã đến cái chỗ mà gọi là giới hạn của nó rồi đó thì nó sẽ đứng lại như vậy. Và khi mà nó đẩy là nó sẽ đẩy thẳng qua bên đây luôn. Bởi vì ở đây nhưng mà nó đẩy thẳng qua bên đây mà nó đã giới hạn rồi đó, thì nó sẽ không còn được nữa nha các bạn nha. Và bây giờ các bạn có thể đặt một cái chỗ hắc diện thạch ở đây để các bạn đào ha. Đây kiểu giống vậy ha. Đấy, để các bạn qua bên đây các bạn đào cũng được ha. Đây ví dụ như giờ mình sẽ chuyển qua chế độ sinh tồn cho các bạn coi. Đây bây giờ mình sẽ lấy cho mình một cái cây cúp kim cương. Rồi qua bên đây các bạn đào. Khi mà nó hết là nó sẽ tự động sản xuất tiếp hả bạn ha. Rất là hay luôn. Khi mà nó đã mình đã đào á thì nếu như mà nó đã như vậy rồi thì các bạn có thể cho nó sản xuất tiếp cũng không sao. Đấy như vậy nó sẽ có thể sản xuất tiếp không sao cả bạn ha. Và các bạn hãy nhớ là cái bộ lập redstone này á là bốn cái đầu tiên là hai dòng này là chỉnh mức 3 hết cho mình. Rồi sau đó hai cái bộ lập cuối là các bạn sẽ để các bạn sẽ cho mình bật lên chỉ có mức 2 thôi nha bạn nha. Đây. Ấy. Thôi bạn ơi, bây giờ mình sẽ tắt nha. Đấy bạn không? Đấy. Các bạn sẽ để hai cái bộ lập redstone cuối này cho mình là các bạn bật mức 2 thôi nha, là nó sẽ vừa đẩy cái đá này ra là nó sẽ đẩy liền ha. Là ok ha, là hai cái cổ máy lập điện này là các bạn làm y chang như vậy cho mình, y chang như hai cái cho mình ha, là nó sẽ ok. Rồi
Khi mà đã được rồi thì bạn có thể đứng ở đây các bạn đào thoải mái luôn. Các bạn đây, thấy không? Khi mà nó hết là nó sẽ tự động sản xuất ra cho bạn. Đó các bạn không? Rồi bây giờ các bạn có thể sản xuất cái này ra. Tiếp theo nữa nha các bạn nha, thấy không? Hay không? Các bạn thấy mình hay không? Thật sự á là cái này á là các bạn chỉnh làm sao mà để cho cái bộ lọc redstone này mà nó làm sao mà cho cái piston này đẩy đúng lúc ấy. Đấy, các bạn thấy không? Nó đẩy đúng lúc ghê không? Đó, là một cái đá này nó mới vô là cái này nó sẽ đẩy ra đây liền các bạn thấy không? Rồi nhiệm vụ của mình chỉ đến đây để đào thôi. Nhờ. Đấy, và nếu như mà bạn không muốn thu hoạch, các bạn có thể thu thập, các bạn có thể làm một cái vàng gọi là phễu ở đây để nó truyền vào trong rương cho mình ha. Rất là hay luôn. Ôi. Thấy các bạn không? Đấy. Mình sẽ cho các bạn coi nè nha. Đấy các bạn thấy không? Lâu lâu á các bạn đập nó sẽ không trúng và nó có thể đập vào trong đất ha. Thì nếu như mà các bạn đập, các bạn đừng có đập nhanh quá nha. Còn á, ngay cái chỗ này á thì các bạn có thể gọi là làm sao mà cho nó có thể thoải mái nhất. Đây kiểu như là bạn sẽ ra thêm một block nữa ha. Không sao. Tại vì cái này là các bạn tìm cách làm gì để cho các bạn có thể đào ở đây mà cho nó thoải mái nhất ha. Hay. Ấy, kiểu như vậy là các bạn sẽ có một cái chỗ để các bạn đi vào ha. Đây. Cho các bạn coi. Đây là cái chỗ mà để đào nè các bạn. Còn đây là chỗ để cho nó sản xuất ha. Thì các bạn thấy cỗ máy phong đá sản xuất đá này của mình nó có hay hay không? Đấy. Nó rất là tiện lợi luôn ha. Thì nếu như mà ở trong sinh tồn mà các bạn có thể kiếm ra những cái bộ lọc này hay là redstone này, các bạn có thể lấy nước các bạn làm, rồi lava các bạn làm. Cái này là cái block này các bạn không được làm bằng block gỗ nha các bạn nha. Nếu như mà làm bằng block gỗ là nó sẽ bị cháy đấy. Bởi vì nó là lava mà. Đây các bạn thấy không? Đến đây nó sẽ ngưng nè. Rồi sau đó các bạn sẽ cho nó. Đấy các bạn thấy không? Các bạn sẽ đào liên tục như vậy ha. Các bạn cũng có thể thiết kế cho nó là một dàn phễu ở dưới để khi mà nó rớt ra nó sẽ rớt vô phễu và nó gom vào rương cho mình ha, để mình đỡ thu thập ha các bạn ha. Rất hay luôn ha. Ok. Thì mình nghĩ là đây. Ok bạn ơi, ok. Mình nghĩ là clip đến đây cũng đã được rồi. Và các bạn thấy cái cỗ máy phong đá của mình nó có hay hay không? Nếu như mà hay các bạn hãy nhấn cho mình like, subscribe để ủng hộ mình làm những video mới và khác nhất. Về chỉ cho bạn cách làm những cái cỗ máy hay là những cái bẫy tròn nào khác ha bạn ha. Ở trong Minecraft PC nha bạn nha. Rồi bye bye tất cả các bạn nha.